Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Inu chơi game dạo của mình nha. Thì hôm nay sau cái bản cập nhật ngày 14 tháng 9 đó mọi người, thì mình thấy có rất là nhiều điều trong cái bản cập nhật lần này luôn nha. Thì đầu tiên người vô thì mọi người nhận được 20 kim cương nha mọi người đấy. Thì ở đây mình đã nhận rồi, đây nha mọi người đấy, mình đã nhận xong rồi nên thôi mình đã trống. Thì và theo đó mình nhận được thêm một số món đồ nữa nha mọi người. À, đây để mình tìm cái món đồ đó cho mọi người cùng xem. Đấy thì rất là nhiều thứ thú vị luôn đấy. Đây nó tặng cho mình cái này là cái gì đây mọi người, và trong cái này là có chế độ tàng hình gì xuyên không gì nè mọi người ạ. À, chế độ người rồi chế độ ma đấy, có hai chế độ nha mọi người, rất là thú vị luôn đấy. Và bây giờ mình sẽ test thử cái lò này coi nó có cái gì nha mọi người. Đấy để coi đây, mình cũng không biết nữa cái gì đây ta. Nghệ nhân guitar, bạn đã đến đổi nhạc trong ngôi nhà của chúng ta. Ok để coi nhạc đây nó có cái gì nha mọi người. Cái gì rồi trời, tôi nhấn cái gì rồi mọi người á, không có nghe nhạc mọi người á. Khoan để từ mở nó lên cái nè, rồi ra mình mở nhạc lên thử coi nó có cái gì nha mọi người. Như vậy là ok rồi đó, thấy nhà tôi như vậy là ok rồi đó. Đây thì mình sẽ giờ đi lên cái cảnh sát bên đây nè. Đấy, quán cà phê là phải cắm nhạc, vậy nó mới sung nha mọi người. Đấy, đấy. Và mình thấy thêm một số nhiều sự thay đổi hôm nay nha mọi người. Đấy, mình thấy cửa hàng rất là không để mình cắt nhạc cho mọi người xem không. Mình tắt nhạc cái vô cửa hàng nào thoát cho mọi người xem. Xuất hiện một cái hồ bơi mới nha mọi người. Xuất hiện cái một hồ bơi mới 108 kim cương. Rất là xịn luôn và rất là nhiều đồ mới luôn nha mọi người. Đấy. Tha hồ cho mọi người thiết kế cái căn nhà của mọi người. Thì cái căn nhà của tôi thiết kế giờ nó tôi hết biết thiết kế gì rồi mọi người, giờ hết biết mua gì thêm rồi. Thì ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều món đồ được update trong kỳ này. Đấy, rất là nhiều luôn nha mọi người ạ. Đấy, mọi người lướt sơ sơ thôi, mọi người thấy là mọi người thấy tốn tiền hút máu rồi đó. Tôi thích cái này nè, mặt nhúng và soi nhìn thấy xịn vải trưởng ra. Đấy. Thì đó là những điều khác thường trong cái chế độ này. Và mình thấy thêm một số cái nữa mọi người, nhìn cái phía đây nó có hiện lên nút thông báo nè. Có thể kết bạn đây. Đó. Nhập thêm một cái xới xíu một cái tính năng mới nữa. Và ở đây là mình có lay tivi nè, cái này là lâu rồi. Để mình kiếm cái gì mới đi quay cho mọi người cùng xem. Ra mắt tư cách thành viên Blood, để đi ngay coi nó có cái gì nha mọi người. Đây nè, thành viên Blood nè mọi người. Phần thưởng được điểm danh x2 hút máu rồi đó mọi người, 118 kim cương đó mọi người. Có 118.000 đó mọi người, hút máu dở không đấy. Mà cái đó nó không có được cái gì hết trơn á mọi người. Cái chỗ mà không quảng cáo rồi ta, để mình kiếm cái chỗ không quảng cáo nè, là cái mà mọi người nhận hàng ngày á, rồi xong á mọi người nhấp vô nó là cái nó không quảng cáo đấy. Đây nè, nó có chỗ gỡ quảng cáo ADS nè, thấy không, là nó cho mình miễn phí không quảng cáo đó mọi người đấy. Thì nó được nhiêu đó đó, thì mọi người nào thích thì mọi người nào mua, mọi người nào mà không thích thì mọi người cũng đừng có mua, bởi vì mình không thích mình mua làm chi đúng không đấy. Ok, thì nó ra số một số tính năng mới như vậy đó mọi người, cũng nhìn cũng ly kỳ đó. Rồi đó, rồi thêm bộ đồ khủng long nhìn thấy cưng rồi đó, tôi thích bộ đồ này rồi đó mọi người. Ta là khủng long mạnh nhất về với trời ơi, có xe mới luôn nha mọi người, có xe mới luôn, xe mua trần cao cấp Gold Roy nha mọi người. Cái con này là cái con nếu mà xe ngoài là xe Gold Roy nha mọi người. Đấy, có bàn đi chơi, có nhạc luôn, để xíu mình test sao. Và thêm một xíu cái game nữa nè mọi người. Mọi người có thể tạo ra những cái này để có thể mà vui chơi giải trí trong cái căn nhà của mình thêm hấp dẫn. Đấy, đấy là cái phần mà được cập nhật trong cái phiên bản kỳ này. Thì mọi người hãy comment cái cho mình biết cái gì ta. Đây là comment cho mình biết cái mà mọi người thấy nó là sao nha. Chứ mình thấy nó sao sao rồi đó mọi người, mình hết biết nói gì luôn rồi đó. Thì ok, bye bye mọi người.
người trong những clip sắp tới. Đừng quên nhấn like và share cho mình nha. Ok mọi người, bye bye nha.